Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn khám phá một chủ đề rất đặc biệt và sâu sắc. Tại sao người trải nghiệm càng nhiều lại càng thích ở một mình? Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn, đặc biệt là trong một thế giới ngày càng kết nối và ồn ào như hiện nay. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu về hiện tượng này nhé! Hãy tưởng tượng bạn về đến nhà sau một ngày dài làm việc. Bạn tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản, xem một bộ phim yêu thích, đọc sách hay, chăm sóc cây cối. Những khoảnh khắc ấy, khi bạn có thể hoàn toàn thư giãn, tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, chính là lối sống của những người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và chọn cách tự thưởng cho mình bằng sự cô đơn. Người ta thường nghĩ rằng, những người thích ở một mình là những người trầm lặng, tách biệt với xã hội. Nhưng liệu điều này có thật sự đúng? Theo một giáo sư từ Đại học Bắc Kinh, những người thích đi về một mình thường sở hữu phẩm hạnh rất tốt. Họ không quan tâm đến những chuyện thị phi, đấu đá, mà chỉ chuyên tâm làm những việc họ cho là ý nghĩa và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Tư Mã Thiên, một trong những nhà sử học vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại. Tư Mã Thiên đã dành cả đời mình để ghi chép lại lịch sử, và trong những năm tháng ấy, ông trải qua nhiều đau khổ và cô đơn. Sau khi bị kết tội và chịu hình phạt tàn nhẫn, ông không chỉ không từ bỏ mà còn tiếp tục công việc của mình với lòng kiên trì không ngừng. Trong sự cô đơn, Tư Mã Thiên đã tìm thấy sự thanh thản và sáng tạo để hoàn thành tác phẩm Sử Ký, một kiệt tác lịch sử không chỉ của Trung Quốc mà còn của thế giới. Trưởng thành không phải là số lượng bạn bè hay những mối quan hệ xung quanh, mà là khả năng tự chủ và sự tỉnh táo trong việc chọn lọc mối quan hệ. Một người bạn làm tài xế xe buýt công cộng suốt 30 năm đã chia sẻ rằng, anh càng lái xe nhiều, anh càng cảm thấy nhát gan hơn. Đi đường nhiều mới phát hiện ra rằng không biết sẽ gặp loại người gì hay chuyện nguy hiểm nào. Câu chuyện này mang một đạo lý sâu sắc. Người trải nghiệm càng nhiều càng nhận ra rằng thế giới này có rất ít người thực sự muốn bạn sống tốt hơn họ. Khi bạn đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc đời, bạn sẽ hiểu rằng người đủ năng lực giúp đỡ bạn thật sự hiếm hoi và sự đồng cảm chân chính lại càng ít ỏi hơn. Do đó, việc tự mình làm mọi thứ và học cách chấp nhận sự cô đơn là điều cần thiết. Người thích ở một mình không đơn giản là những cá nhân tách biệt. Họ thường có 3 đặc điểm nổi bật. Đầu tiên, họ rất độc lập và tự tin. Họ sống với kiến thức uyên thâm và sự hiểu biết sâu sắc. Sự tự tin giúp họ không tự ti cũng không kiêu ngạo. Phụ nữ thích ở một mình hiểu rằng để sống tốt trong thế giới này, họ không thể dựa dẫm quá nhiều vào người khác mà phải dựa vào chính mình. Một câu chuyện khác về nhà văn nổi tiếng Nhật Bản, Haruki Murakami. Trong những năm đầu sự nghiệp, ông đã từ bỏ cuộc sống đô thị nhộn nhịp để lui về một ngôi làng nhỏ, nơi ông sống một mình và tập trung vào việc viết lách. Sự cô đơn đã giúp ông khai thác sâu vào tâm hồn mình và sáng tạo ra những tác phẩm nổi tiếng như Rừng Na Uy và Kafka Bên Bờ Biển. Haruki Murakami đã minh chứng rằng sự cô đơn có thể là nguồn cảm hứng và sức mạnh vô tận. Thứ hai, những người thích ở một mình thường rất chân thành và thẳng thắn. Họ không giở trò với người khác và không thích ngồi lê đôi mách. Họ sống thật với chính mình và không cố gắng làm hài lòng người khác. Và cuối cùng, họ có những ước mơ và mục tiêu riêng. Họ dành thời gian ở một mình để tập trung vào bản thân, có những ước mơ và mục tiêu riêng. Họ sẵn sàng từ bỏ điều gì đó để đạt được thành công và luôn nỗ lực để nâng cao giá trị của bản thân. Ở một mình không có nghĩa là cô đơn. Sự cô đơn có thể là cảm giác buồn bã khi không có ai bên cạnh, nhưng ở một mình lại là sự lựa chọn của nhiều người để tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng. Những người chọn ở một mình thường không cảm thấy buồn, mà ngược lại, họ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư để tự do sáng tạo và nạp lại năng lượng. Nghiên cứu cho thấy rằng có nhiều biến thể khác nhau của trạng thái cô đơn. Có người cô đơn tích cực, họ chủ động tìm đến sự cô đơn để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần. Có người cô đơn tiêu cực, họ xa lánh mọi người vì những lý do tiêu cực, chẳng hạn như cảm thấy hoài nghi với một số mối quan hệ. Cũng có người cô đơn không cố ý, họ thích giao tiếp xã hội nhưng thiếu các kỹ năng cần thiết để duy trì mối quan hệ tích cực lâu dài. Người cô đơn ngắn hạn muốn ở một mình để thanh tịnh tâm hồn khi cảm thấy kiệt sức. Và cuối cùng là người cô đơn dài hạn, họ mong muốn hòa nhập vào thế giới
nhưng lại bị tách biệt với xã hội trong một thời gian dài. Ở một mình không chỉ mang lại sự bình yên mà còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi có không gian riêng tư, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn, hiểu rõ mình hơn và lên kế hoạch cho cuộc sống rõ ràng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà văn, nhạc sĩ chọn lui về một không gian yên tĩnh tuyệt đối trong quá trình sáng tác những tác phẩm của họ. Thậm chí trong lịch sử, nhiều nhà triết học và học giả đã chọn cuộc sống cô độc để tìm kiếm sự thật và sự hiểu biết sâu rộng hơn. Nhà triết học Hy Lạp Diogenes chẳng hạn, sống trong một chiếc thùng gỗ để tránh xa những xáo trộn của xã hội, và từ đó ông có thể tập trung vào việc suy ngẫm và giảng dạy những tư tưởng của mình. Ở một mình không phải là điều tồi tệ, mà ngược lại, đó là cách để bạn tìm thấy chính mình, để tự do sáng tạo và nạp lại năng lượng sau những ngày dài mệt mỏi. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư và trân trọng những phút giây yên bình trong cuộc sống. Đó chính là món quà quý giá mà bạn có thể tự dành tặng cho bản thân. Chuyển hóa định nghiệp trong cuộc sống hiện đại. Chuyển hóa định nghiệp không phải là điều gì đó xa lạ hay khó hiểu. Thực ra, đó là một quá trình rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta biết cách áp dụng vào thực tế. Hãy cùng khám phá hai câu chuyện và những bài học từ chúng để thấy được cách chuyển hóa định nghiệp có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Câu chuyện thứ nhất, thay đổi từ bên trong, có một người đàn ông rất tin vào tử vi. Ông thường dựa vào những dự đoán này để định hướng cuộc sống. Nhưng khi ông bắt đầu học Phật giáo và hiểu sâu hơn về tâm thức, ông nhận ra rằng tử vi chỉ là phản ánh những nghiệp từ quá khứ, chứ không phải là định mệnh không thể thay đổi. Vậy điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống hiện đại của chúng ta? Quyền chủ động. Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều thông tin và dự đoán về tương lai, từ tin tức đến các công cụ dự đoán. Thay vì cảm thấy bất lực trước những dự đoán này, chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ và hành động của mình. Chẳng hạn, nếu bạn gặp khó khăn trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thay vì tin rằng mình không thể thay đổi điều gì, hãy nghĩ rằng những hành động và quyết định của bạn có thể tạo ra sự khác biệt. Tự phát triển, thay vì chỉ dựa vào các công cụ để biết trước tương lai, hãy đầu tư vào việc phát triển bản thân. Hãy học hỏi, rèn luyện kỹ năng và thay đổi thói quen để cải thiện cuộc sống. Điều này không chỉ giúp bạn đối phó với những thử thách, mà còn giúp bạn sống một cuộc đời đáng sống hơn. Bài học: định nghiệp không phải là một định mệnh bất biến. Khi chúng ta thay đổi cách nghĩ và hành động, chúng ta có thể chuyển hóa những khó khăn thành cơ hội và tạo ra kết quả tích cực hơn. Câu chuyện thứ hai, phước báo và sự chia sẻ. Một cô gái đã nhận được dự đoán rằng cô sẽ gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng trong năm. Để giảm thiểu hậu quả, cô quyết định làm nhiều việc thiện như thả cá, làm từ thiện và đặc biệt là truyền bá tranh nhân quả. Dù cô gặp tai nạn, nhưng nhờ những việc làm phước, hậu quả của tai nạn đã được giảm nhẹ. Áp dụng vào cuộc sống hiện đại, làm phước và truyền bá. Ngày nay, chúng ta có nhiều cơ hội để làm phước và giúp đỡ người khác. Bạn có thể tham gia các hoạt động từ thiện, chia sẻ kiến thức, hoặc đơn giản là giúp đỡ những người xung quanh. Những việc làm này không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn mang lại phước báo cho chính bạn. Chia sẻ kinh nghiệm. Việc chia sẻ những kinh nghiệm và câu chuyện cá nhân có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực lớn. Khi bạn chia sẻ những gì mình đã học và trải qua, bạn không chỉ giúp người khác tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ, mà còn tạo ra phước báo lâu dài cho bản thân. Bài học: các hành động thiện nguyện và việc chia sẻ kiến thức có thể tạo ra sự chuyển hóa mạnh mẽ trong cuộc sống. Khi chúng ta làm phước và truyền bá thông điệp tích cực, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của mình mà còn làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Chuyển hóa định nghiệp không phải là điều gì đó bí ẩn mà là một quá trình thực tế, dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Bằng cách thay đổi cách nghĩ, hành động và làm phước, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Hãy mở lòng và áp dụng những bài học này để trải nghiệm sự chuyển hóa và sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Có những lúc, dù ta làm việc tốt, sống tích cực, vẫn cảm thấy như cuộc đời chẳng mỉm cười với mình. Thất bại cứ tiếp nối thất bại, và cảm giác bất công với số phận có thể khiến ta hoang mang, nghi ngờ.
Nhưng trong những lúc khó khăn đó, có phải cuộc đời thực sự bất công? Để hiểu hơn về điều này, chúng ta có thể tìm đến những câu chuyện của Kỳ Hiếu Lam, một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh, người đã ghi lại những trải nghiệm kỳ lạ của mình trong cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký. Ông chứng minh rằng mọi việc trong đời đều có lý do của nó, và luật nhân quả, dù không thể thấy rõ ràng ngay lập tức, luôn hoạt động và không bao giờ sai lệch. Mỗi hành động và suy nghĩ của chúng ta đều được theo dõi, và chúng ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Câu chuyện thứ nhất, đằng sau những khó khăn là bài học cần học. Có một người đàn ông tên là Phùng Thụ Nam sống tại Phù Hà Giang. Anh là người rất thông minh, viết văn rất hay, nhưng lại không thành công trong sự nghiệp và cuộc sống luôn gặp khó khăn. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, anh vẫn không đạt được những điều mình mong muốn. Cảm thấy quá sức chịu đựng, anh đến chùa cầu khẩn và trong một giấc mơ anh nhận được câu trả lời. Cuộc sống khó khăn của ngươi không phải là ngẫu nhiên. Đó chính là hệ quả của những hành động và lựa chọn trong quá khứ. Ở kiếp trước, ngươi đã dùng những lời lẽ đạo đức giả để gây ấn tượng và được mọi người tôn trọng. Nhưng thực chất, những việc ngươi làm lại không thể hiện được sự chân thành. Khi người khác gặp khó khăn, thay vì giúp đỡ, ngươi lại đứng ngoài quan sát. Và khi có lợi ích, ngươi chỉ biết lo cho bản thân. Thông điệp trong giấc mơ này là một sự nhắc nhở rằng mỗi khó khăn trong cuộc đời không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại chính mình và học hỏi từ những lỗi lầm trong quá khứ. Câu chuyện thứ hai, được mà không xứng đáng, tài lộc sẽ sớm cạn. Có một thư sinh ở huyện Ngân, dù rất tài năng và nhiệt huyết dạy học, nhưng suốt đời anh không đạt được thành công như mong đợi. Khi anh bệnh nặng và nằm mơ thấy mình ở âm phủ, anh gặp một quan chức và hỏi về số phận của mình. Vị quan đáp rằng, thọ mệnh của ngươi còn lâu mới hết, nhưng lộc số của ngươi đã cạn. Nguyên nhân là vì ngươi làm nghề dạy học nhưng không chăm sóc đến đạo đức của học trò. Âm phủ coi việc này là thiếu trách nhiệm, như một hình thức lãng phí tài lộc. Nếu ngươi không thực sự quan tâm đến giáo dục và dẫn dắt học trò, thì tài lộc của ngươi sẽ sớm cạn kiệt. Câu chuyện này cho thấy, dù chúng ta có làm việc gì đó tốt đẹp, nhưng nếu không thực sự chú tâm và có trách nhiệm, thì những thành quả của chúng ta có thể không được lâu dài. Từ hai câu chuyện này, chúng ta thấy rõ rằng luật nhân quả không bao giờ sai lệch. Mỗi khó khăn và thử thách mà chúng ta gặp phải đều có lý do và bài học riêng của nó. Dù có tin vào luật nhân quả hay không, những hành động thiện lành và sự chân thành sẽ luôn giúp chúng ta tạo ra những kết quả tích cực trong cuộc sống. Hãy sống với lòng tử tế, luôn làm những việc tốt và chân thành. Bởi đó chính là cách tốt nhất để đón nhận sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta có thể không thay đổi được quá khứ, nhưng mỗi ngày mới là cơ hội để tạo ra những điều tốt đẹp, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Cuối cùng, mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Đừng bao giờ sợ sự cô đơn. Hãy coi đó là cơ hội để bạn khám phá bản thân, phát triển sự sáng tạo và tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống. Mỗi phút giây ở một mình là một cơ hội để bạn lắng nghe chính mình, để trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy dũng cảm đối diện với sự cô đơn và biến nó thành động lực để bạn vươn lên và thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Hy vọng rằng sau khi nghe xong, các bạn sẽ có cái nhìn khác về việc ở một mình và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo trên kênh Mandala.